Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung Ô tô Gia Lai. Thì hôm nay là thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022, em Toàn quay review giới thiệu một số sản phẩm còn lại cửa hàng cho anh chị cập nhật nha. Con đầu tiên là con Fadil 220 anh chị, xe này 15.000 cây. Bản bay anh chị, lên một số đồ chơi. Thiếu cái màn hình, xe này lên cái màn hình nữa mới đủ. Thì anh chị nào mà quan tâm xe này thì em sẽ tặng cho anh chị cái màn hình. Tặng cho anh chị cái màn hình luôn nha. Cái xe này 350. Lên màn hình nó cũng thành bản đủ rồi, nó có cam hành trình rồi, camera gear đầy đủ hết rồi. Giờ lên cái màn hình Android nữa. Cái xe này được cái là máy nó 1.4 anh chị, và nó là vô địch trong phân khúc. Trong phân khúc là không có cái hãng nào mà chịu cạnh tranh lại nó về giá và chất lượng và chấm hết. Nên luôn luôn dẫn đầu trong doanh số. Morning đây nè. 220 Rusuri. Xe này thì em bán 350. Đây 1.2. So về dưới Fadil thì đây nó không chịu nổi, nhưng mà có một số anh chị với lại người Việt mình lại họ lại thích, họ lại chuộng cái này, chứ thực tế mà chạy thì không bao giờ bằng Fadil đâu, em nói thật chân tình luôn. Nếu mà gặp em mà tính theo cái giá của em á, là cái xe này nó phải rẻ hơn con Fadil, nhưng mà tính theo giá của em thì em không mua được xe, nó phải theo cái nhu cầu của thị trường nữa, nên là em mua theo thị trường nha anh chị. Giờ em bán cũng theo thị trường, còn theo sở thích của em thì em vẫn mua Fadil. Nếu mà tầm trong tầm tiền tầm giá vẫn mua Fadil, đó tùy anh chị lựa chọn thôi. Con này thì em bán 350, cái dòng này em cứ canh theo giá Fadil á thì hồi giờ không mua được. Gần như là chiếc 17, 18 mà họ đã bán trên 300 rồi. Hôm bữa có một chiếc 18 kia em trả thử 295 triệu mất xe luôn. Salon kia nó mua 301 về nó bán 338 triệu ở Gia Lai luôn nha anh chị. Nên là cái dòng đây nó theo cái sở thích của khách hàng. Nhiều khách hàng họ mua xe theo sở thích đó, chứ họ không quan tâm đến chất lượng và quan tâm đến sản phẩm nào nó phù hợp với cái, nó đúng theo cái giá trị của nó. Đó, nên là thôi em cứ canh theo thị trường. Có nhiều lúc em mua theo ý mình thì mình kinh doanh mà không thể theo ý mình hết được. Đó, con Morning giá 350, 220, 3 rút hồ sơ, tất cả 3 rút hồ sơ hết nha anh chị. Xe tỉnh khác nên là rút hồ sơ. Còn đây Accent lỗi Cabo 365. Giá đã giảm rồi nha anh chị, 218 bạn đủ. Số sàn. Hộp số 6 cấp. Em có chiếc màu đen nữa mà bán về Hòa Bình rồi. Khách cọc 20 rồi, xe lồng chở đi rồi nha anh chị. Đang trong quá trình giao, không biết khách có thích không, có lấy không. Đó chưa biết. Mà chắc chắn xe em thì mang đi cỡ đó cọc và mang đi xe cỡ đó thì em cũng rất là tự tin về sản phẩm của mình. Đó. Rất là tự tin nha anh chị. Con này 365 218 trong tầm tiền và tầm phân khúc B á thì em thấy con này nó rất là phù hợp. Nó đủ đồ hết, đèn bi rồi hộp số 6 cấp rồi đề star top rồi, mẫu như mã form dáng nó đẹp. Có nhiều anh chị, rất là nhiều khách hàng thích cái mẫu đây hơn cái mẫu mới luôn nha. Mẫu 222. Không biết sao. Em cũng không hiểu. Người Việt mình như vậy á, cứ cái model mới, công nghệ mới, cái mẫu mới thì lại không thích, thích cái mẫu cũ. Giá cả nó không thay đổi. Nói chung là mỗi người mỗi sở thích, cũng có mỗi nguyên nhân. Còn đây Elantra, Elantra 2.216 chạy 6 vạn em bán 490 nha anh chị. 2 chấm có cửa nóc. Đó, 2 chấm cửa nóc. Xe cũng đẹp nha anh chị, xe cũng đẹp, nói chung là đẹp. Anh chị nào yêu cầu quay chi tiết hay gì đó thì cứ liên hệ Zalo 0979 325 679 hoặc là 0922 325 679. Các bạn sẽ quay chi tiết cho anh chị. Chi tiết hơn nha, tại vì em thời gian vừa rồi bận đi săn xe tìm xe nhiều quá nên là không có thời gian quay chi tiết. Rảnh cả là em bóc máy lên em quay tổng hợp ngay thôi. Còn cái xe nào lỗi hay gì đó em đều nói trong video tổng hợp nha. Và trước lúc khách xuống tiền là quay kỹ hơn, lỗi gì chỗ nào rồi tỏ rõ hơn. Và xe nào lỗi là sẽ không có cam kết bằng văn bản nha. Cái xe này 2019 Rusuri cửa nóc. 9 Rusuri cửa nóc nha anh chị. Con này em bán 559 triệu. 559 triệu 2 vạn. Đó, anh chị nào thích số rộng thì con này phần cúc C nha, phần cúc C đẹp. Nói về mẫu mã Sento thì đẹp, vô địch rồi, máy 1.6. Mẫu mã phong dáng nó đẹp, nó không có bị lỗi thôi.
Còn City phân khúc B bây giờ nó cũng tầm 465 rồi. Như con đây là 2 vạn nên là 465 bản CVT nha. Cái xe top thì em bán rồi, top màu xanh ở trong thì khách cọc rồi. Con đây mới về. Điều đặc biệt nó có đi có 20.000 cây à, nên giá nó là 465 nha, tiền nào của đó. Có thể xe đi 6-70 ngàn hoặc là 7-80 ngàn thì nó thấp hơn 10-20 triệu. Nhưng mà mình đi, mình mua mình đi á thì mình nên theo cái km. Tại vì nó mang theo, mang lại nhiều thứ lắm. Anh chị sẽ mua xe mà đi nhiều km nó rẻ cho anh chị 20-30 là cực chẳng đã, anh chị phải mua thôi. Nhưng mà có con ít km thì em khuyên nên mua ít km, tại vì ít km là nó, cái xe nó không có khấu hao nhiều thì nó đồ đạc nó ít xuống. Chứ còn mà nó gấp đôi cây số hoặc gấp 3 lần cây số á thì nó hư hỏng một số món là nó cũng bù lại cái tiền đó, mấy chục triệu ô tô mấy chục triệu là bình thường nha anh chị. Đó, xe này đúng 2 vạn luôn. Đúng 2 vạn luôn nha anh chị. Đó, bao cho anh chị chuẩn 2 vạn luôn. 20.000 cây, lên đuôi cá rồi nè. Lên đuôi cá nè, xe lốp rim theo xe còn luôn nha anh chị. Cái lốp đây có phải Michelin không ta? Lốp này lốp gì? Bê tôn. Michelin đi nó mới êm nha. Nhiều lúc anh chị cứ thấy xe nào em cũng nói Michelin, tưởng em là đang đại diện cho hãng Michelin, không có đâu nha anh chị. Cái sản phẩm nó tốt thì em có, em chia sẻ thôi, cái gì tốt cái gì này nọ cho khách hàng thì mình biết thì mình nói thôi anh chị, tham khảo thôi, chứ em không quảng bá hay là đại diện thương hiệu nào. Em đi mua lớp Michelin họ cũng đâu có bớt đâu đó, nên nhiều anh chị cứ bình luận là toàn nó đại diện cho Michelin hay sao, xe nào nó cũng quảng cáo đi cái lớp đó. Lớp đó bền lắm nha, xe mà lớp bình thường anh chị đi cỡ tầm 40.000 nó mòn, với cái đó đi chắc phải 60.000, tính ra nó đắt mà nó không đắt nha. Còn đây con Fortuner Legenden tỷ 390 nha anh chị, xe chạy có ngàn mấy trăm cây à, hai cầu. Bản đủ xe đây thì tới toàn chung là có liền. Còn anh chị mua mà tại hãng á, thì phải chờ tới 3 tháng mà 1,5 tỷ mấy chục, phí quá. Thôi á, lấy xe của em toàn đi, đỡ được trăm mấy, 200 trăm mấy chứ ta, tỷ 4, tỷ 390, sang tên nữa tầm xe này 20 là 1,4 tỷ, tỷ 4, 10 cứ cho xe kia 1,5 tỷ đi. Nói chung đỡ được gần trăm, đúng không? Đỡ được gần trăm anh chị. Thôi được rồi, có anh chị cứ tới mà thương lượng thiện chí xe này em bớt thêm cho, bớt thêm cho tròn trăm. Khi sang tên xong tròn trăm cho anh chị đỡ. Xe lướt mà siêu lướt mà lấy xe ngay đỡ được trăm là quý lắm rồi anh chị. Không có nữa đâu. Bán tải mới về được con này. Có một con màu trắng em mua rồi mà bị thay cái nắp capo á. Chủ xe tông thay cái nắp capo, xe cũng đi 90.000. Xe đi 90.000, tông thay cái nắp capo. Em cũng mua rồi. Xong em bán cho thợ luôn. Em bán lại cho thợ luôn rồi nha anh chị. Nó nhiều km như là nó hơi lỗi thôi, bán thợ. Thợ về họ bán. Cái nào mà đẹp về bán cửa hàng cho nó, trưng cửa hàng cho nó đẹp. Cái thương hiệu. Nên anh chị ở xe mà có xe mà lỗi mà nhẹ, thí dụ là mất capo hoặc là mớp méo bể cản bể đồ thay cản, đó là bình thường. Nhưng mà capo dưới phần xương thì đó là tính ra là lỗi, nhưng mà nó vẫn đẹp, chắc xe ít km em vẫn mua nha. Với giới thiệu em vẫn mua mà em bán cho thợ, hoặc là em bán, em quay em bán rẻ, em nói với khách luôn. Có nhiều người họ thích mua rẻ vậy á, nhưng mà đừng có nặng nha, bị mà tông vô trong ảnh hưởng đến phần lái nhúng hoặc là rớt cái máy xuống là khỏi gọi luôn nha. Ví dụ là mở cửa ra nó mớp cánh cửa nó chày hay là này nọ mà không thay cửa thì vẫn ok. Họ có thay cửa mà không vô phần trong đây nè, không vô phần xương á, và thay cửa thì có cái hình ảnh cũ á, cũ của cái lúc mà bị á, thì đưa em thì em vẫn mua nha. Đó, có nhiều khách họ đưa lại cái hình cũ á, lúc mà bị á, mình nhìn được, mình biết được cái xe nó nhẹ. Thì con tiếp theo là con Solento đây máy dầu nha anh chị. Xe đây chạy 94.000 rồi, cái máy dầu thường thường nó chạy nhiều. Xe đây em bán 501, chạy 94.000, hơi nhiều anh chị. Hộp số 6 cấp, máy dầu, máy 2.2. Đây đi thì lợi dầu rồi, Solento mẫu mới. Giá của nó 501 nha. Cái xe này mà đi ít cây số thì nó không có giá này đâu. Nó đi chắc 30-40 ngàn cây thì nó chỉ có máy xăng thôi mới có trường hợp đó, chứ máy dầu ít lắm. Máy dầu thường thường nó lợi quá, nhiều người họ đi, chứ còn máy xăng nó hao cái họ thấy hao xăng họ tiếc họ không đi. Cái dòng máy dầu turbo chạy nó bốc lắm nha. Anh chị đừng nghĩ máy dầu nó yếu nha anh chị. Máy xăng ra đạp là không lại nó, máy xăng 2.4 là không chịu nổi nó đó. Em bảo bao cho anh chị luôn á, ra đạp là không chịu nổi nó đâu.
Tại máy xăng không có turbo là chịu không nổi mấy cái máy dầu mà turbo đây đâu. Dầu công nghệ mới của Hyundai, của Kia. Thì máy đây như máy Santa Fe cùng đời anh chị, như máy Santa Fe 25 16 vậy á. Máy CRD 2.2. Đây là form mới rồi. Form này là form mới, model mới rồi. Model mới này nó có từ 2014, 25, 16, 17, 18, 19, 20 nha. 2021 nó vẫn có form đây nha anh chị. Nó vẫn có model đây và nó cũng có model mới nữa. Đó, nó vẫn có tồn nhưng mà sổ vẫn là 21 nhưng vẫn model đây nha. Sorento New 7 chỗ máy dầu. Máy đây này chạy hay hơn, lướt hơn Fortuner. Mà chắc chắn sẽ không bền bằng Fortuner. Chạy lướt hơn rất là nhiều. Máy điện nên là bảo dưỡng nó phải kỹ nha anh chị. Chạy thì lướt hơn nhiều đó. Nó 6 số 2.2, Fortuner là 2.5, 5 cấp. Thì Fortuner nó sẽ mạnh. Nhưng mà nói về lướt, lướt thì nó không lướt bằng đây đâu. Chạy lướt mà nhẹ nhàng không bằng đây đâu. Mình kia nó mạnh cái đề ba. Nó lì, nó trâu bò hơn nha. Fortuner thì nó chạy 500 ngàn cũng máy cũng chưa ảnh hưởng gì. Còn này mà chạy có 300 ngàn là máy có hiện tượng rồi. Đó, nói để anh chị biết. Cái này nó có mặt ưu và nhược. Ủa, Sorento mình là 215, 214 ta. Em quên rồi, 214 4 đăng ký 15 đúng không? Đó, 214 ký 15 nha anh chị. 510 triệu, em nhắc lại lần nữa, 510 triệu. Ba rút hồ sơ anh chị. Xe này qua hai đời chủ rồi. Cái này hai đời chủ không? Cái này anh nhớ bữa anh mua là hai đời chủ rồi đó. Ờ, à, hai đời chủ. Cái này côn là có làm rồi nha anh chị. Côn là có làm rồi. Đây số sàn thường thường côn đi 9 mấy ngàn là thường nó làm rồi. Thay lá côn ở đồ hết rồi. Nên là không có. Bao là hộp số nguyên bản. Tại vì côn mở ra thì nó cũng phải rút cái đầu ra. Nó thay lá côn được. Nó cái đó bình thường anh chị. Anh chị nào mà rành về xe thì cái đó là bình thường. Nó tầm tiền đó là bình thường. Chứ còn mấy lướt lướt mà nó mở miết thì cái đó là bất thường. Như máy này này, như cái xe đây có mười mấy ngàn cây thôi anh chị, bán tải mà có mười mấy ngàn à. Xe này 2018 anh chị, xe này 2018 số tự động ha, một cầu có mười mấy ngàn cây anh chị, mới lắm, chạy có 15 ngàn. Hồi sáng em mua được chiếc màu trắng mà chạy 90 ngàn, thay nắp cabo em bán luôn cho thợ rồi, bán tải xảy ra là bán được liền à. Cái xe nhiều cây số thì em bán cho anh em trên đường luôn, bán lúa non luôn. Còn ít cây số hay lướt lướt là cứ siêu tầm về quay cho khách xem lấy, tạo cái khách quen. Xe này em bán là 535 triệu anh chị, 2018. Tại vì cái cây số nó ít quá nên là cái giá nó hơi tới anh chị nha, hơi tới. Lớp rim theo xe hết luôn anh chị, 4 cái lớp là rim theo xe luôn. Cái này nó không có nắp thùng. Thùng nó còn mới tinh, xe này biển Đà Nẵng. Xe này biển Đà Nẵng anh chị. Đó, 535 triệu cho con BT50. Máy đây là máy Forerunner, khung gầm máy là Forerunner luôn anh chị. Gầm máy hộp số Forerunner luôn. 2.2. Đó, anh chị thích bán tải thì đây, lâu lâu em toàn có một chiếc. Có một chiếc nha anh chị. Đợt vừa rồi rất là nhiều anh chị giới thiệu em mua cũng rất được nhiều xe chính chủ, rất là cảm ơn nha. Rất là cảm ơn anh chị. Tuy là có những cái xe nó không được nhưng mà hoa hồng vẫn gửi cho anh chị và những cái xe đó em vẫn mua và em bán cho thợ luôn. Em bán lúa non luôn nha anh chị. Có nhiều người, mỗi người một cách kinh doanh. Cái này nói thì chia sẻ thôi. Anh chị nào mà thích thì nghe, còn không thích thì tắt đi nha. Chứ không phải kể lể gì, có nhiều cách kinh doanh. Thì có nhiều anh chị hỏi là kinh doanh máy xe lướt này sướng hơn hay là kinh doanh máy xe cũ sướng hơn. Thì em nó cũng có hai mặt. Ví dụ mình bán máy xe lướt mà mới á, thì mình mua cao, mình lợi ít, mình bán nhanh. Nhưng mà được cái mình nhẹ đầu, mình không có bảo hành, bảo đồ, với lại khách không cầm lên nhiều, không mất thương hiệu. Còn mua máy xe mà cũ á, mà xấu á, thì nó sẽ sướng hơn nha anh chị. Sướng hơn là sướng hơn cái gì? Sướng hơn là lời nhiều hơn sướng. Và có xe bán liên tục. Có nhiều anh em ở đây chia sẻ thôi, chia sẻ thôi. Có nhiều anh em là lý do tại sao là như vậy. Thì thí dụ là những cái xe mà mới á, là phải tranh nhau mua và mua phải thiệt sát giá. Và xe đó là nhiều người mua, giống như là
xe đẹp mà nhiều người mua, nên là mình phải mua sát giá và mình phải theo, mình phải rình, mình phải chớp thời cơ và mình phải khéo léo trong cái cách mua xe thì mới mua được những cái xe đẹp. Còn những xe xấu thì mình trả thiệt rẻ, rồi người ta họ bán thôi, tại vì không ai mua thì họ phải kêu mình lại họ bán thôi, bán xong rồi mua cái xe đó về. Mình có cửa hàng thì thường thường cửa hàng thì anh em khách hàng họ nghĩ là uy tín, họ mua. Những người không biết thì nhiều, chứ còn người biết thì có bao nhiêu đâu chị. Những người mua xe lần đầu mà đi tới cửa hàng mua hoặc là khách thì sao biết được. Những người mà kinh doanh như em mười mười mấy năm mới rành, hoặc là có khi còn bị dính đòn nữa mà. Còn anh chị là 1-2 năm hoặc là mới đây sao mà biết được, thì có mua xong về hư hỏng rồi này nọ, nói qua nói lại xong rồi người ta họ yêu cầu là thôi bán lại hư quá bán lại xong rồi người đó lại quay bán tiếp. Nói chung là có khi có nhiều nơi một con xe mà họ bán tới 10 lần, tại vì 10 người trả thì mỗi người trả mua những xe đó thôi, giống như mình bị lầm rồi á, thì lỗ 40-50, 60-70 gì đó để đi mua xe khác, thì lại mua vô là bán ra. Bán có nhiều xe nó hơn cái tiền vốn luôn á, tiền lời nó hơn cái tiền vốn luôn, cứ có xe mua miết. Còn riêng xe em toàn là bán là xong mất tích luôn, khách đi ngon quá là mất tích, là mấy năm sau mới quay lại, nên là cứ lúc nào cũng trong tình trạng cháy xe tìm xe. Còn có nhiều salon anh chị cứ để lâu lâu cứ 2-3 tháng là thấy cái xe đó, lấy xe đó cứ bán miết, cứ bán rồi người ta trả lại xong rồi lỗ, bắt người ta lỗ đó. Còn em toàn thì nếu mà sai á là trả lại, khách không có lỗ ngàn nào hết, em toàn có khi cũng phải bị phạt tiền đó là không phải kể lệ, nhưng mà chia sẻ anh chị nắm và anh chị cứ để ý thôi nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cứ có xe bán xe cũ á thì liên hệ em 0979325679. Ngày đây em cũng đang cho anh em đi mua ở Bình Phước nè, đi mua ở Nha Trang nè, mua cũng được Kona, 2 chiếc Kona, một cái Celento, một cái Ford Ranger, rất là may mắn, một cái Civic, một cái Crew nữa, rất là may mắn. Ngày mua 4-5 xe, nhờ anh chị á, nhờ anh chị và khách hàng giới thiệu, rất là cảm ơn anh chị. Xe này em bán rồi nha, xe này chưa kịp quay cũng bán luôn rồi. Xe này mới các bạn đăng hình lên Zalo với Facebook á, tại vì em quay là thường thường là rảnh em mới quay, còn xe về là các bạn công việc các bạn thì cứ đăng lên Facebook, đăng thôi, đăng lên là khách chốt luôn, nhiều khách chốt luôn, nên là có nhiều xe em chưa kịp quay là bán là như vậy anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, hẹn gặp anh chị tại Toàn Trung Ô tô Gia Lai.